Hải sản Phúc Lê xin kính chào quý khách. Hải sản Phúc Lê khai trương thêm cơ sở mới tại địa chỉ chợ Kho, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, phục vụ nhu cầu xì lẻ cho anh chị em miền Trung. Mua sắm thả ga, không lo về giá, giảm đến 10% cho tất cả các mặt hàng. Đến với Hải sản Phúc Lê để khách hàng được thưởng thức các con hàng tươi sống nhập khẩu và trong nước với tiêu chí ngon, bổ, rẻ, giá cả cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, uy tín hàng đầu. Đảm bảo hải sản luôn tươi sống, giá cả yêu thương, ưu đãi khi đặt hàng với số lượng lớn, nhận sơ chế những món ăn, đóng gói tất cả mọi mặt hàng khắp tỉnh thành đơn giản, khu Hoàng Đế, Cà Mau, tôm Alaska, hùm xanh, hùm bông, càng xanh, cá, cá tầm, cá trình, cá song hổ, song chấm, đồ đông lạnh, mực trứng, ốc bu lót, cá trích ép trứng, điệp, bào ngư, đồ khô, mực, cá thu ép Đà Nẵng, mực sợi, cá sợi, hàng ngộp, tôm hùm xanh bông ngộp, khu Hoàng Đế ngộp, tôm càng xanh. Các sản phẩm của chúng tôi đều được làm sạch và bảo quản theo công nghệ mới nhất hiện nay, đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Hải sản Phúc Lê mang cả đại dương vào bữa ăn thường ngày của gia đình bạn. Mọi chi tiết xin liên hệ Hải sản Phúc Lê, số điện thoại gì 0888 128 882, lẻ 0768 366 789, địa chỉ chợ Kho, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Hải sản Phúc Lê xin kính chào quý khách. Hải sản Phúc Lê khai trương thêm cơ sở mới tại địa chỉ chợ Kho, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, phục vụ nhu cầu xì lẻ cho anh chị em miền Trung. Mua sắm thả ga, không lo về giá, giảm đến 10% cho tất cả các mặt hàng. Đến với Hải sản Phúc Lê để khách hàng được thưởng thức các con hàng tươi sống nhập khẩu và trong nước với tiêu chí ngon, bổ, rẻ, giá cả cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, uy tín hàng đầu. Đảm bảo hải sản luôn tươi sống, giá cả yêu thương, ưu đãi khi đặt hàng với số lượng lớn, nhận sơ chế những món ăn, đóng gói tất cả mọi mặt hàng khắp tỉnh thành đơn giản, khu Hoàng Đế, Cà Mau, tôm Alaska, hùm xanh, hùm bông, càng xanh, cá, cá tầm, cá trình, cá song hổ, song chấm, đồ đông lạnh, mực trứng, ốc bu lót, cá trích ép trứng, điệp, bào ngư, đồ khô, mực, cá thu ép Đà Nẵng, mực sợi, cá sợi, hàng ngộp, tôm hùm xanh bông ngộp, khu Hoàng Đế ngộp, tôm càng xanh. Các sản phẩm của chúng tôi đều được làm sạch và bảo quản theo công nghệ mới nhất hiện nay, đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Hải sản Phúc Lê mang cả đại dương vào bữa ăn thường ngày của gia đình bạn. Mọi chi tiết xin liên hệ Hải sản Phúc Lê, số điện thoại gì 0888 128 882, lẻ 0768 366 789, địa chỉ chợ Kho, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Hải sản Phúc Lê xin kính chào quý khách. Hải sản Phúc Lê khai trương thêm cơ sở mới tại địa chỉ chợ Kho, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, phục vụ nhu cầu xì lẻ cho anh chị em miền Trung. Mua sắm thả ga, không lo về giá, giảm đến 10% cho tất cả các mặt hàng. Đến với Hải sản Phúc Lê để khách hàng được thưởng thức các con hàng tươi sống nhập khẩu và trong nước với tiêu chí ngon, bổ, rẻ, giá cả cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, uy tín hàng đầu. Đảm bảo hải sản luôn tươi sống, giá cả yêu thương, ưu đãi khi đặt hàng với số lượng lớn, nhận sơ chế những món ăn, đóng gói tất cả mọi mặt hàng khắp tỉnh thành đơn giản, khu Hoàng Đế, Cà Mau, tôm Alaska, hùm xanh, hùm bông, càng xanh, cá, cá tầm, cá trình, cá song hổ, song chấm, đồ đông lạnh, mực trứng, ốc bu lót, cá trích ép trứng, điệp, bào ngư, đồ khô, mực, cá thu ép Đà Nẵng, mực sợi, cá sợi, hàng ngộp, tôm hùm xanh bông ngộp, khu Hoàng Đế ngộp, tôm càng xanh. Các sản phẩm của chúng tôi đều được làm sạch và bảo quản theo công nghệ mới nhất hiện nay, đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Hải sản Phúc Lê mang cả đại dương vào bữa ăn thường ngày của gia đình bạn. Mọi chi tiết xin liên hệ Hải sản Phúc Lê, số điện thoại gì 0888 128 882, lẻ 0768 366 789, địa chỉ chợ Kho, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách.